ai dám mặc một cái áo long bào hay là áo nhật bình của công chúa hoàng hậu ngày xưa ra đường cả. Đồ cách tân nhé, bạn có thể mặc đi chơi, đi học, đi party, đi du lịch. It is hard to wear ancient style clothing in modern daily life. To address this, a woman named Tran Thi Trang founded a group called V-Style, which makes clothing inspired by royal ancient clothing and modernized royal clothing for young people. Nếu như mà những trang phục truyền thống nhé, đúng form truyền thống, đúng cách làm của truyền thống ngày xưa là tự phục dựng đi. Nhưng mà những đồ đấy nó khá là đắt và sẽ không mặc được. Và nếu mà như thế thì những trang phục đấy sẽ chỉ nằm ở trong tủ kính thôi, sẽ không tiếp cận được. Những người mà không quan tâm đến cổ phong, cũng không đi bảo tàng sẽ chẳng bao giờ biết đến những trang phục đó. Nếu như mà đồ cách tân nhé, bạn có thể mặc đi chơi, đi học, đi party, đi du lịch. V-style clothing is based on Vietnamese royal outfits from various periods, especially the Nguyễn Dynasty. The common feature of the group's design is the use of traditional royal patterns and motifs as their main focus. Sau mình sẽ đi theo hướng đấy là giữ lại form áo. Lấy ví dụ là Thùy Nguyễn nhé, thì sẽ là dáng áo hình chuông này, gồm có 5 thân áo, cổ áo vuông và ôm sát chân cổ. Thì như áo ngũ thân bên mình thì cũng sẽ giữ những đặc điểm đấy. Ngày xưa là cúc bằng đồng, bằng vàng, bằng bạc, bằng gỗ. Nói chung là không dùng cúc vải. Thì mình cũng vẫn giữ những cái điểm đó, chỉ đơn giản là mình nâng cho cái vạt áo nó ngắn hơn thôi. Còn về cơ bản thì nó vẫn khá là giống áo ngày xưa. Trước khi cách tân ấy, thì mình sẽ phải hiểu rõ về trang phục của nước mình trước đã. Bởi vì trang phục Việt Nam ngày xưa thì nó cũng khá là na ná các nước đồng văn. Mình cũng tìm hiểu khá là nhiều, đọc sách này, tham gia các diễn đàn để trao đổi cùng với các anh chị tiền bối. Sau khoảng 2 năm, khi mà mình nghĩ là cái vốn kiến thức về cổ phong của mình cũng đã khá là vững, mình bắt đầu có suy nghĩ cách tân, để cách tân cho nó phù hợp với giới trẻ hơn, cho mọi người có thể dễ mặc trong thời hiện đại hơn. After a period of research, V-style clothing has reached many young customers and has received a lot of positive feedback from them as well as from specialists in the field. Các bạn trẻ đang làm hiện nay cách tân, gọi là áo cách tân ấy, thì cái điều hết sức là đáng mừng. Làm thế nào để phát huy được cái vốn cổ của dân tộc, để phù hợp với lại cái thời buổi, cũng như là cái quan điểm thẩm mỹ, cũng như là cái cách sinh hoạt, cũng như cái đời sống hiện đại. Nhưng nó vẫn giữ được những cái bản sắc dân tộc, nó giữ được cái vốn cổ. Em có một câu hỏi dành cho hai chị, đó là về vấn đề khái niệm. Thì thứ nhất là về tay áo thì giống như bạn đã nói ạ, áo thời Nguyễn mình thì sẽ luôn để không may tay, còn cái này sẽ may vác tay vào. This is one of the events organized by Trang and the V-Style team for people who are interested in traditional Vietnamese clothing to bring traditional clothing closer to young people. Thật sự thì cái truyền thống trang phục của dân tộc nó là một cái rất đẹp và nó và cả một quá trình dài. Qua thời gian ấy nó bị mai một rất là nhiều. Vậy nên là đến với những cái nhóm mà họ phục dựng cổ phục họ hay là họ cách tân lại cổ phục, thật sự là những cái kiến thức của mình và hình ảnh mình có thể được xem mà thật sự mình cũng không khó khăn trong việc tìm hiểu, mình có thể xem và mình trải nghiệm, mình biết về nó rất dễ dàng. Khi mà ra một mẫu thành công, được mọi người đón nhận, khi mà khách hàng của mình có thể từ cái trang phục cách tân nhá, có thể biết được cái trang phục truyền thống, thì với mình khi đấy là mình rất vui. Thực sự đấy là niềm vui lớn nhất của mình.